Bộ trưởng Ngoại giao Tanzania Janiuri Makamba vừa kết thúc chuyến thăm chính thức 5 ngày tới Trung Quốc, theo lời mời của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Trong cuộc phỏng vấn với truyền hình nhà nước Trung Quốc, ông Makamba đã chia sẻ những kết quả tốt đẹp của chuyến đi tới Trung Quốc, ca ngợi sức mạnh của mối quan hệ song phương trong 60 năm qua và bày tỏ hy vọng cao vào diễn đàn hợp tác Trung Quốc-Châu Phi lần thứ 9, dự kiến được tổ chức tại Bắc Kinh vào cuối năm nay. Ông tin rằng diễn đàn sẽ nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Trung Quốc và các nước châu Phi bộ trưởng ngoại giao tanzania makamba cũng nhấn mạnh các vấn đề đặc biệt sẽ được tập trung vào các lĩnh vực quản trị hợp tác thông qua sáng kiến vành đai con đường hiện đại hóa nông nghiệp cũng như đảm bảo hòa bình và an ninh quan hệ trung quốc tanzania ngày càng đi vào chiều sâu